Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Các nhà lãnh đạo đối lập của Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào Chủ nhật tuần này nhằm chấm dứt 25 năm chế độ xã hội chủ nghĩa tại đây. Bản tin từ Caracas ở Venezuela cho biết, thì nhà lãnh đạo đối lập của Venezuela là bà Maria Corina Machado cùng với lại ứng cử viên liên minh của bà là Edmundo González đang tìm cách gọi là thúc đẩy sự nhiệt tình của đám đông trong chiến dịch tranh cử nhằm tước khỏi quyền lực của ông Tổng thống Nicolas Maduro và chấm dứt 25 năm của cái đảng của ông ta là đảng xã hội chủ nghĩa đã thống trị tại quốc gia này. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ là làm cách nào có thể có được cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên người đã thắng cử năm 2018 và trong đó đã bị Hoa Kỳ xem là một cuộc bầu cử đầy gian lận, trong khi phía của Maduro đã bác bỏ chuyện này. Ông González đã bắt đầu có được rất nhiều những cái sự ủng hộ, bao gồm luôn cả những cái đảng cũ của ông, và hầu hết những giới đối lập đều đứng sau lưng của hai nhân vật này để tìm cách đánh bại ông Maduro. Ông González và bà Machado đã thúc giục các cử tri là phải bỏ phiếu và đồng thời cũng có một buổi thắp nến ở tại một cái khu vực xe điện nơi mà họ đã bị đóng cửa, và họ hy vọng rằng giới quân sự sẽ bắt đầu bảo đảm cái kết quả bầu cử của ngày Chủ nhật tuần này. Giới quân sự của Venezuela từ lâu nay là ủng hộ cho ông Maduro và người tiền nhiệm của ông ta là Hugo Chavez. Trong đó thì Bộ trưởng Quốc phòng là Vladimir Pacrino cho biết là lực lượng quân sự sẽ tôn trọng tất cả những cái kết quả bầu cử được đưa ra vào ngày Chủ nhật sắp tới đây. Ông Maduro đã nắm quyền lực từ năm 2013 và đang tìm kiếm một cái nhiệm kỳ thứ 3 6 năm và nói rằng quốc gia này được xem là một trong những quốc gia có cuộc minh bạch gọi là mà ông ta mô tả là minh bạch nhất thế giới, và trong đó ông ta cảnh báo rằng sẽ có một cuộc tắm máu nếu như ông ta bị thua, và lời phát biểu này đã bác bỏ bởi các quốc gia được xem là của Latino. Đây được xem là một trong những cuộc bầu cử khá quan trọng diễn ra tại Venezuela vào Chủ nhật tuần này, tức là ngày mai, và trong đó đảng đối lập hy vọng là sẽ đánh bại ông Maduro. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các quốc gia thành viên trong Liên minh NATO đang chuẩn bị dự tính là sẽ có cuộc tấn công từ phía của Nga. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Nội vụ của Lithuania nói rằng các quốc gia thành viên của NATO hiện đang sẵn sàng cho các kế hoạch một cuộc di tản hàng loạt đông đảo các dân chúng trong trường hợp mà bùng nổ một cuộc chiến với Nga, theo tường trình của tờ Newsweek đưa ra. Tiếp theo việc mà ông Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin đã xâm răng Ukraine, căng thẳng giữa Nga và khối NATO đã gia tăng kể từ đó, và Nga cáo buộc NATO đã cung cấp hỗ trợ về vũ khí và quốc phòng cho phía của Ukraine, và một số viên chức đã lên tiếng cho biết là họ có thể sẽ tấn công vào trong các quốc gia thành viên của NATO để trả đũa. Trong khi đó thì Bộ Nội vụ đã cho biết là các giới chức đã chuẩn bị cho di dời khoảng ít nhất là 2.6 triệu người cho quốc gia ở vùng biển Baltic, và trong đó họ sẽ ưu tiên cho những phụ nữ mang thai, những người không có khả năng di chuyển và những gia đình cũng như là các trẻ em. Trong khi đó thì người đứng đầu của bộ này, tức là Annette Bilotet, đã lên tiếng cho biết bà đang làm việc với lại các quốc gia láng giềng để chắc chắn rằng có kế hoạch di tản dân chúng một khi mà bùng nổ chiến tranh. Và đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới việc mà Nga đang đe dọa tới các quốc gia thành viên của NATO, trong đó có thể sẽ có cuộc tấn công từ phía của Nga. Trong khi đó thì Lithuania đang hiện tại đang phát triển một cái mạng lưới network của những cái trại trú đóng để bảo vệ cho các thường dân trong trường hợp mà họ bị tấn công, và kể cả việc lắp đặt tất cả những cái hệ thống báo động. Và hiện nay thì gần như trên không phận của Lithuania thì chúng tôi đã bắt đầu có những cái hệ thống báo động cần thiết, và ông nói cho biết là có 41 cái hệ thống báo động cần thiết đã được lắp đặt ở xung quanh cái thủ đô của Lithuania. Ít nhất là phải họ có thể cover được ít nhất là 30% cho cái diện tích của thành phố này. Đây được xem là một trong những cái cuộc chuẩn bị của các quốc gia vùng Baltic. Trong khi đó thì quốc gia khác là Latvia cũng cho biết là họ đã bắt đầu cho những cái chiếc xe tăng và lắp đặt tất cả những cái hệ thống chống tăng ở xung quanh khu vực ở thủ đô của họ, trong lúc mà họ nói rằng có thể sẽ có cuộc tấn công từ phía của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay.
Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, hàng ngàn người đã phải di tản trong cái mùa cháy rừng lớn ở tại miền Bắc California. Bản tin mới nhất cho biết, rất là lớn và di chuyển rất nhanh, nạn cháy rừng tại phía Bắc California đã khiến cho 4.000 người đã phải di tản và các binh sĩ cứu hỏa đang tìm cách chống lại ngọn lửa này với cái sức gió thổi khá cao và làm cho ngọn lửa lan rộng hơn. Bản tin mới nhất cho biết thì thời tiết nóng cộng với lại gió mạnh đã dẫn đến tình trạng mà có gần 240.000 acre đã bị cháy vào tối ngày thứ Sáu và tiếp tục lan rộng ra. Và hiện nay nó đã gia tăng lan rộng 4.000 cho tới 5.000 acre mỗi một giờ đồng hồ. Đó là lời phát biểu của chỉ huy trưởng lực lượng binh sĩ cứu hỏa tại đây là Billy C đã cho biết trong một cuộc họp báo vào tối ngày thứ Sáu. Và hiện nay họ nói rằng là không có một cái khoảng cháy nào được kiểm soát, trong đó có khoảng 1.700 binh sĩ cứu hỏa theo tường trình của cái cơ quan đặc trách về vấn đề khẩn cấp cháy rừng của California. Và hàng trăm nguồn tin cho biết là họ đã phải tạo ra một số những lộ trình cho các cư dân di tản. Tổng cộng có 4.000 người đã phải di tản ra cái thị trấn có tên gọi là Cohasset và Forest Ranch. Và nó nằm khoảng 400 cách cái thành phố gọi là Chico. Và hiện nay ngọn lửa đã phá hủy ít nhất là 134 hạ tầng cơ sở theo tường trình của giới chức cho biết. Bất kể việc mất đi những hạ tầng cơ sở, giám đốc lãnh đạo của cơ quan cứu hỏa ở tại Butte County cho biết rằng hiện nay có rất nhiều người đã được hỗ trợ bởi nhân viên công lực và chưa có một ai bị thiệt mạng. Đây được xem là mùa cháy rừng lớn tại California với sức gió rất lớn và Butte County nằm cách khoảng 70 dặm ở thủ đô thủ phủ của Sacramento và khoảng 25 dặm từ Paradise. Cái thành phố này vốn đã bị phá hủy hoàn toàn năm 2018 sau khi có vụ cháy rừng được xem là thảm thương nhất xảy ra tại đây, khiến cho 85 người đã bị thiệt mạng. Đây được xem là một trong những cái mùa cháy rừng sớm và đang diễn ra tại California. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thống đốc California đã năn nỉ tất cả các cảnh sát ở cấp địa phương giảm đi tình trạng tội ác, đặc biệt là thành phố Oakland. Thống đốc đảng Dân Chủ của California là ông Gavin Newsom đã lên tiếng năn nỉ các viên chức nằm trong tiểu bang là thay đổi chính sách của họ để chống lại tình trạng tội ác ngày càng gia tăng một cách cao hơn theo tường trình của tờ Daily Caller. Ông Newsom đã gửi ra một lá thư cho các viên chức ở thành phố Portland, bao gồm các thị trưởng, sở cảnh sát, các nghị viên của hội đồng thành phố và thúc giục họ là phải có chính sách cứng rắn hơn đối với tội phạm để nhằm giảm đi mức độ tội ác đang diễn ra tại đây. Và ông Gavin Newsom đã nhấn mạnh về sự thật các chính sách này, trong đó đã không cho phép rượt đuổi các nghi can trong lúc mà các nghi can có những hành động tội ác. Cơ quan gọi là California Highway Patrol đã mang sự chú ý của tôi về tình trạng mà họ quan sát tình trạng tội phạm diễn ra và gần như là đã không có sự gọi là nỗ lực của cảnh sát tại Oakland, và trong đó họ đã không có nỗ lực rượt bắt các tội phạm khi mà phát hiện ra các tội phạm. Và Oakland được xem là đã có một cái chính sách giới hạn các cảnh sát là không được phép rượt đuổi theo các tội phạm và có thể dẫn tới những cái vụ gọi là tai nạn lớn hơn, ông Gavin đã viết trong lá thư. Và gần như ở California hiện nay, các sở cảnh sát đều tỏ ra khá mềm dẻo với lại lực lượng tội phạm. Và năm 2023 thì mức độ tội phạm của thành phố Oakland đã lên cao nhất, và trong đó các cái vụ cướp xe lên tới 44%, các vụ cướp nhà lên tới 38% và các vụ bạo động tội ác lên tới 21%. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của tờ San Francisco Chronicle. Trong đó thì ông Gavin Newsom nói rằng ông ta sẽ gia tăng thêm các trạm cảnh sát có mặt ở tại Oakland, đồng thời cũng sẽ có những cái hành động được xem là hỗ trợ cho thị trưởng của thành phố này. Thị trưởng thành phố Oakland bà Shantau, người đã thắng cử năm 2022, đang đối diện với một cuộc bãi nhiệm của bà vào tháng 11 sắp tới đây. Bà bị cho là thất bại trong việc mà gọi là giảm đi mức độ tội ác của thành phố Oakland. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và sau lời phát biểu đầy tranh cãi của giám đốc cơ quan FBI Christopher Wray trên sàn Quốc hội, cơ quan FBI đã đưa ra một văn bản khẳng định là cái vật bắn trúng vào lỗ tai của cựu tổng thống Trump chính là viên đạn bắn ra từ cây súng trường. Bản tin mới nhất cho biết sau gần 2 tuần lễ tiếp theo vụ ám sát hụt đối với cựu Tổng thống Trump thì cơ quan FBI đã xác nhận vào chiều tối ngày thứ Sáu là cái vật bắn trúng vào lỗ tai của cựu Tổng thống Trump là một viên đạn, sau khi mà có lời phát biểu đầy tranh cãi của ông Christopher Wray. Những gì mà chúng tôi thấy được là bắn trúng vào lỗ tai của cựu Tổng thống Trump là một viên đạn và nó không phải là một cái mảnh vỡ nào, và nó được bắn ra từ một khẩu súng trường.
là cơ quan này đã đưa ra bản statement. Bản statement này đã được đưa ra sau khi mà ông Christopher Ray đã xuất hiện điều trần trên sàn Quốc hội và ông ta nói rằng ông ta không biết là cái vật trúng vào lỗ tai của ông Trump là mảnh vỡ của một cái miếng kiến hoặc là mảnh vỡ của một cái gì đó bị vỡ ra hoặc là một viên đạn. Ông ta không chắc chắn điều này. Và lời phát biểu diễn ra giữa lúc mà ông Trump cùng với các đồng minh đã cố gắng dập tắt những cái thuyết âm mưu cho rằng là cái vật trúng vào lỗ tai của ông Trump không phải là viên đạn trong cái cuộc tấn công ám sát ông Trump vào ngày 13 tây tháng 7 vừa qua. Cho tới giờ phút này, các nhân viên công lực liên quan tới cuộc điều tra, bao gồm cả cơ quan FBI, sở mật vụ đều từ chối cung cấp tất cả những tin tức về cái nguyên nhân gây ra thương tích cho cựu tổng thống Trump. Trong khi đó thì chiến dịch của ông Trump lại từ chối không cho biết tất cả những cái báo cáo của y tế ở từ bệnh viện khi mà ông đã được điều trị. Và hiện nay thì gần như là cái bác sĩ của ông Trump trước đây là ông Ronny Jackson, hiện nay là dân biểu đại diện cho tiểu bang Texas, lên tiếng và nói rằng ông đã đọc tất cả những cái bản báo cáo từ cái bệnh viện điều trị cho ông Trump và tất cả những cái ghi nhận từ các nhân viên công lực cho thấy cái vật bắn trúng vào lỗ tai của ông Trump là một viên đạn. Và giờ đây thì cơ quan FBI đã chính thức xác nhận đây là một viên đạn chứ không phải là một cái mảnh vỡ nào khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Joe Biden dự tính sẽ loan báo việc cải tổ tối cao pháp viện vào tuần tới. Ông Joe Biden, tổng thống Hoa Kỳ, dự tính là sẽ loan báo việc mà ông ta sẽ cải tổ cái tối cao pháp viện với cái thời hạn gọi là giới hạn nhiệm kỳ, theo tường trình của tờ Politico. Việc này đã được đưa ra nhiều lần, tuy nhiên đã không thành công khi mà ông Joe Biden chỉ còn vài tháng nữa là chấm dứt cái nhiệm kỳ tổng thống của ông ta, trong đó bao gồm luôn việc mà sẽ có tu chính về cái tiêu chuẩn đạo đức của các chánh án cũng như là giới hạn về cái quyền miễn tố của tổng thống. Biến chuyển này diễn ra được biết là ông Joe Biden đã tìm cách gọi là đưa ra cái điều này sau khi mà ông Trump đã được lệnh phán quyết của tòa án là được quyền miễn tố trong cái khối phiếu là 6-3. Ông ta đã phát biểu tại Lyndon B. Johnson ở tại Austin, Texas, mặc dù rằng ông ta vẫn chưa nói chính thức tôi sẽ kêu gọi sự cải tổ tối cao pháp viện, bởi vì đây là một cái điều quan trọng trong nền dân chủ của chúng ta. Ông ta đã phát biểu trong phòng bầu dục trong tuần này. Trong khi đó thì Tòa Bạch Ốc đã từ chối không lên tiếng cho biết, và phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là Karine Jean-Pierre trước đó đã phát biểu rằng tin rằng khi mà quý vị phục vụ trong vai trò cao cấp, quý vị cần phải có một cái sự minh bạch, trách nhiệm và quý vị cần phải có một cái nền đạo đức cao. Đó là lời phát biểu của bà ta. Việc này đã được đưa ra sau khi mà phía đảng Dân Chủ đã tìm cách tấn công hai quan tòa là ông Alito và ông Thomas khi mà nói rằng hai người này đã vi phạm tiêu chuẩn đạo đức. Ông Alito, Samuel Alito, thì phu nhân của ông đã treo một cái cờ ngược sau khi mà ông Trump bị kết tội tại New York, trong khi quan tòa chánh án Clarence Thomas thì đã có những cái cuộc gọi là đi du ngoạn và đi nghỉ mát với lại gia đình bạn thân của ông, được xem là một tài phiệt, và người gia đình này đã chi phí tất cả toàn bộ chuyến đi, và họ là những gia đình chơi thân với nhau từ hai thế hệ, ba thế hệ qua. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ vẫn cho rằng đây là hành động vi phạm tiêu chuẩn đạo đức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, e ngại sẽ bị chia phiếu cho Kamala Harris, thì đảng Dân Chủ đã cáo buộc một trong những ứng cử viên độc lập là Cornel West đã có chiến dịch nhận tài trợ từ nước ngoài và vi phạm luật tranh cử. Đảng Dân Chủ đã cáo buộc một trong những nhân vật được xem là có cái cuộc tranh cử độc lập là ứng cử viên Cornel West tại North Carolina, Arizona, sau khi mà họ nói rằng là ông này đã cố tình ra tranh cử để chi phiếu đảng Dân Chủ. Ủy ban đảng Dân Chủ Trung ương đã chính thức đệ một cái đơn với lại cơ quan FEC vào tuần trước, trong đó quy trách nhiệm là ông West đã có những cái cuộc vận động tại Arizona và North Carolina, trong đó ông đã nhận những cái cuộc đóng góp bất hợp pháp từ những nhóm mà bên phía đảng Dân Chủ cáo buộc là có liên quan tới đảng Cộng Hòa. Và đơn kiện này đã cáo buộc là chiến dịch tranh cử của ông West đã nhận khoảng 240.000 Mỹ Kim từ một ít nhất là hai tổ chức có liên quan tới đảng Cộng Hòa, trong đó gồm có Wells Marketing LLC và Blix Kavasin. Và ông West gần như đã công bố tất cả là ông ta không chi cho tất cả những cái chi phí nào cho cái việc mà có tên trên lá phiếu bầu. Đó là đơn kiện đã đưa ra, và trong đó đây là cuộc hành động đóng góp bất hợp pháp được chi trả bởi những cái tổ chức được và công ty, và trong đó được xác nhận đó là một cái đảng thứ ba. Và họ tiếp tục nói rằng bởi vì chiến dịch tranh cử này đã không đáp ứng tất cả việc công khai dưới luật lệ, và điều này nó đã vi phạm vào luật tranh cử. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ đang e ngại rằng ông Cornel West cũng như là ông Robert Kennedy Jr.
và bà Jill Stein sẽ chia phiếu của đảng Dân Chủ sau khi mà họ đã trở thành những ứng cử viên tổng thống độc lập. Đây được xem là đòn tấn công mới nhất của đảng Dân Chủ nhắm vào những người mà có thể chia phiếu họ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bác sĩ đặc trách về Parkinson đã gặp gỡ với bác sĩ của Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc vào đầu năm nay, một bản báo cáo mà đài truyền hình CNN báo cáo. Một bác sĩ hàng đầu về cái bệnh Parkinson đã gặp gỡ với bác sĩ của ông Tổng thống Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc vào đầu năm nay, theo bản báo cáo cho biết, và trong đó về nội dung của cái cuộc gặp gỡ này vẫn chưa rõ ràng. Bác sĩ có tên gọi là Kevin Carnard được xem là một bác sĩ đặc trách về cái khoa tâm thần ở tại bệnh viện Walter Reed National Military Medical Center đã gặp gỡ với bác sĩ của Tòa Bạch Ốc là Kevin O'Connell tại Tòa Bạch Ốc vào giữa tháng Giêng, theo một cái lịch đã được xác nhận bởi đài CNN. Và trong cái lịch thăm viếng Tòa Bạch Ốc của các người khách, và ông Carnard đã viếng thăm Tòa Bạch Ốc ít nhất 3 lần trong năm nay, theo tường trình của cái bản báo cáo này. Một ngày, một lần thứ nhất là ngày 17 tây tháng 1 gặp gỡ với ông O'Connell và cùng với các nhân viên khác của Tòa Bạch Ốc vào ngày 26 tây tháng Giêng và ngày 28 tây tháng 3. Ông Carnard đồng thời cũng đã viếng thăm Tòa Bạch Ốc ít nhất là 8 lần trong vòng một năm qua, theo tường trình của cái bản báo cáo này. Và trong đó bắt đầu từ tháng cuối tháng 7 năm 2023 cho tới cuối tháng 3 với ngày 28 tây là cuộc gặp gỡ cuối cùng, và chỉ có ngày 17 tây là cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa ông O'Connell là bác sĩ của Joe Biden và của ông bác sĩ chuyên về Parkinson. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mà Tòa Bạch Ốc đã che giấu từ trước tới nay và không cho mọi người biết. Sau đó thì phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là Karine Jean-Pierre cho rằng là ông Joe Biden đã gặp gỡ các bác sĩ đặc trách về vấn đề tâm lý trong vòng ít nhất là 3 lần trong cái thời nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất và cho thấy về tình trạng sức khỏe của Joe Biden. Tuy nhiên thì Tòa Bạch Ốc vẫn che giấu và bác sĩ của ông Joe Biden vẫn tiếp tục không tiết lộ tất cả những cái thông tin liên quan tới cái tình trạng sức khỏe của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những cựu nhân viên của bà Kamala Harris trong lần chia sẻ trên đài cánh tả MSNBC đã tuyên bố với lại bà phó tổng thống rằng bà có thể là người phụ nữ cuối cùng mà tôi làm việc. Đây là một trong những chi tiết khá quan trọng. Một trong những sứ quân viên của đài truyền hình MSNBC là Seymour Sanders Townsend đã lên tiếng và nói rằng đã có kinh nghiệm làm việc rất tệ hại với lại người chủ cũ của bà ta là phó tổng thống Kamala Harris. Sanders Townsend, người đã phục vụ trong vai trò là lãnh đạo phát ngôn viên và là một cố vấn cao cấp của bà Kamala Harris trước khi mà bà ta từ chức xin lỗi quý vị, từ chức và tham gia vào đài truyền hình MSNBC từ năm 2022. Trong đó gần như là bà ta đã chia sẻ khá nhiều về tình trạng mà làm việc với bà Kamala Harris một cách tệ hại. Điều đầu tiên mà chúng ta biết rằng bà ta là một người phụ nữ đầu tiên, một phụ nữ da màu, và do đó bà ta đã không biết làm cách nào để mà là ứng xử với mọi người. Sanders Townsend đã bắt đầu trong cái cuộc nói chuyện vào hôm thứ Năm và rõ ràng là có một số những cái sự khác biệt. Và lúc đó tôi đã làm việc cho bà ta và tôi đã chưa bao giờ làm việc cho một phụ nữ có vị trí cao cấp trước đây. Tôi chỉ làm việc cho những người mà đàn ông có cái vị trí cao cấp, bà Sanders Townsend đã nói với là Jen Psaki, hiện nay là một trong những sứ quân viên của đài truyền hình MSNBC. Và ngay trong ngày đầu tiên làm việc, tôi đã nói với lại bà phó tổng thống rằng, thưa bà có thể là người phụ nữ sau cùng mà tôi làm việc, bởi vì có rất nhiều những việc mà chúng ta phải đương đầu ở tại đây. Và câu chuyện là như vậy. Và kể từ khi làm việc thì chúng tôi đã gặp rất nhiều những khó khăn khi làm việc với bà phó tổng thống. Và tôi đã từng nói với bà phó tổng thống, tôi sẽ làm việc cho bà là người phụ nữ cuối cùng mà tôi sẽ làm việc. Đó là một trong những lời phát biểu của cựu viên chức và cựu cố vấn cũng như là lãnh đạo của cái văn phòng phát ngôn viên của bà phó tổng thống Kamala Harris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ngay sau khi mà ông Trump tuyên bố là ông Trump vẫn chưa có một cái quyết định sau cùng trong việc tranh luận với bà Kamala Harris, bởi vì bà ta chưa chính thức được đảng Dân Chủ đề cử, thì một trong những đồng minh của bà ta là ông Pete Buttigieg, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã lên tiếng và chỉ trích ông Trump. Trong khi đó thì ông ta vô tình lại gây hại cho Joe Biden, bởi vì lời chỉ trích của ông ta đã biến thành lời chỉ trích của Joe Biden.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ông Pete Buttigieg đã chỉ trích ông Trump là đã có một cái thái độ suy yếu khi mà chưa đồng ý tranh luận với bà Phó Tổng thống Kamala Harris vào tháng 9 sắp tới đây. Trong lúc mà được đề cử thì tất cả đôi bên đều đồng ý cuộc tranh luận này và bây giờ họ rút ra. Rõ ràng đây là cái điểm yếu của họ. Ông Buttigieg đã bỏ trên trang Platform X và ngay lập tức lời chỉ trích này của ông ta nhắm vào ông Trump đã bị chọc quê bởi tất cả những người bảo thủ và những người ủng hộ cho ông Trump. Và họ nói rằng đúng, ông nói rất là đúng, bởi vì Joe Biden là người đã rút lui đầu tiên. Đó là một trong những nhân vật của đài truyền hình CNN là Scott Cheney đã bỏ trên trang Platform X. Joe Biden đồng ý hai cuộc tranh luận và chính ông ta đã rút lui sau cuộc tranh luận thứ nhất và khi ông ta tuyên bố ngưng tranh cử. Đây là lời phát biểu của phía của đài CNN. Trong khi đó thì một trong những nhân vật của tổ chức gọi là Federalist là Hemingway đã bỏ lên rằng hình như ông đang nói về Joe Biden đúng hay không, tại vì Joe Biden là người đã tự ý hủy bỏ cuộc tranh luận này bởi vì ông ta đã không còn tranh cử. Trong khi đó thì đài truyền hình Fox News với nhân vật là Guy Benson nói rằng kẻ mà vừa rút ra khỏi cuộc đua chính là kẻ đã bị suy yếu và cho ông ta thấy rõ rằng là đây là kẻ rút lui không phải là Donald Trump mà là Joe Biden. Ông đang nói về Joe Biden tự ý rút lui ra khỏi cuộc tranh luận lần thứ hai. Đúng hơn, trong khi đó thì ông Trump nói rằng là ông ta sẵn sàng tranh luận với bà Kamala Harris với điều kiện bà ta là ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ. Trong giờ phút này thì bà ta chỉ là một presumptive, tức là một người được dự đoán là ứng cử viên của đảng Dân Chủ thôi, chưa phải chính thức và chưa có văn bản chính thức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, mặc dù ông Tổng thống Pháp ca ngợi về cái buổi khai mạc của giải Olympic là đầy ấn tượng, tuy nhiên thì những nhà tổ chức Olympic đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi mà họ giới thiệu đoàn vận động viên của Nam Hàn với cái tên là Bắc Hàn. Bản tin mới nhất từ Paris cho biết thì những người tổ chức giải thể thao Olympic tại Paris đã lên tiếng và nói rằng họ thành thật rất xin lỗi khi mà giới thiệu đoàn vận động viên của Nam Hàn. Thay vì nói chữ South Korea thì họ lại dùng cái chữ là North Korea. Và trong đó thì các vận động viên của Nam Hàn đang giương lá cờ cao của họ trong lúc mà họ đi dọc theo dòng sông Sen vào tối ngày thứ Sáu. Loan báo bởi cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp và nói rằng đây là đoàn vận động viên của nước Cộng hòa Nhân dân Dân chủ Đại Hàn. Và trong khi đó, Nam Hàn là Republic of Korea, tức là tên của nước Nam Hàn. Còn tên của Bắc Hàn là Democratic People's Republic of Korea. Tuy nhiên thì các nhà tổ chức Olympic đã sử dụng lầm lẫn cái tên của Bắc Hàn cho các vận động viên của Nam Hàn. Chúng tôi thành thật xin lỗi về cái lỗi lầm này khi mà giới thiệu cái toán vận động viên của Nam Hàn trong cái buổi lễ khai mạc đã được chiếu trực tiếp trên quốc tế. Đó là một trong những nhân vật nằm trong cái ủy ban Olympic quốc tế đã đưa ra trên trang Platform X bằng tiếng Nam Hàn. Trước đó thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao của Nam Hàn là Chan Mi-ran đã yêu cầu có cuộc họp với Tổng Giám đốc của Ủy ban quốc tế về Olympic là Thomas Bach trong việc mà xảy ra biến cố này. Ngay sau đó thì phía Bộ Nam Hàn lên tiếng nói rằng họ mạnh mẽ than phiền với lại chính quyền của Pháp. Đây được xem là một trong những cái sự gọi là phát biểu sai lầm của Ủy ban Olympic quốc tế. Tuy nhiên thì phía Nam Hàn đặt câu hỏi đây là sự sai lầm có chủ ý hay là vô tình. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái biến cố diễn ra trong buổi lễ khai mạc Olympic của Paris năm 2024. Nam Hàn và Bắc Hàn đã chia đôi từ năm 1945, tức là sau khi chấm dứt đệ nhị thế chiến. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, lực lượng Philippines cho biết họ đã bắt đầu tiếp tục tiếp tế cho cái trạm đóng quân của họ trên quần đảo Trường Sa lần đầu tiên sau khi mà đạt được thỏa thuận với phía Trung Quốc. Bản tin từ Manila cho biết thì chính quyền Philippines đã bắt đầu cho vận chuyển thực phẩm và các nguồn cung cấp khác vào ngày thứ Bảy cho một cái trạm đóng quân của họ trên nơi khu vực biển tranh chấp tại quần đảo Trường Sa, nơi mà họ nói rằng là lực lượng hải quân của Philippines đã di chuyển dưới sự giám sát của lực lượng Bắc Kinh ở tại Biển Đông và không có cuộc đối đầu nào diễn ra. Các viên chức của Philippines cho biết, và đây là lần đầu tiên có cuộc cung cấp của chính quyền Philippines cho các khu vực của bãi cảng Second Thomas Shoal, nơi đã gia tăng rất nhiều những cuộc đối đầu bạo động giữa Philippines và Trung Quốc trước đây. Và sau đó thì Philippines và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận một tuần lễ trước đây để nhằm đối phó với các cuộc đụng độ này, theo tường trình của Bộ Ngoại giao Manila đưa ra trong bản statement. Và
Chúng tôi đã bắt đầu tiếp tục cái sứ mạng cung cấp tiếp tế lương thực và các vật dụng cần thiết khác cho trạm đóng quân của chúng tôi tại bãi cảng Second Tomaso nằm trên vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Và trong đó thì phía của lực lượng hải quân Philippines cho biết tàu của họ đã di chuyển và có sự quan sát khá xa của các tàu hải giám của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên mà không có sự đồng độ sau khi mà tàu của Philippines vẫn tiếp tục tiến vào đây, với lại việc các cái tàu gọi là chở các cái nguồn lương thực, nước uống và một số vật dụng cần thiết khác. Trong khi đó thì lực lượng hải giám của Trung Quốc đã đậu khá xa quan sát và không có một cái hành động nào. Đây được xem là một trong những cái chuyến tiếp tế đầu tiên kể từ khi mà Philippines cho biết là họ đã đạt được thỏa thuận với phía Trung Quốc nhằm giảm đi căng thẳng đối đầu trên quần đảo Trường Sa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Nga và Trung Quốc cần phải tham gia tập trận chung ở trên khu vực Đông Nam Á. Đó là lời phát biểu của ông Ngoại trưởng Nga Lavrov nói với lại Vương Nghị trong phiên họp ở bên lề của Hội nghị khối ASEAN. Bản tin mới nhất cho biết thì cả Nga và Trung Quốc nên tham gia nỗ lực đối phó vào tình trạng mà họ gọi rằng những thế lực nước ngoài đang xen vào khu vực Đông Nam Á. Đó là lời phát biểu của Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov đã nói với lại Ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị khi mà họ muốn tìm cách đối phó với sự hiện diện và ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Mặc dù không nhắc tên tới Hoa Kỳ nhưng ông ta nói rằng chúng ta đang có một cái vị trí đoàn kết, chúng ta phải làm tất cả mọi thứ để đối phó với tình trạng phá hủy mà chúng ta tin rằng là có những hành động xen vào từ những lực lượng bên ngoài ở khu vực Đông Nam Á, và dường như họ đang tìm cách gọi là lấy đi cái sự thịnh vượng tại đây. Đây là lời phát biểu của ông Lavrov đã đưa ra. Và trong đó thì nhờ các bộ trưởng của các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia đang có mặt tại Lào trong cái hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN diễn ra, và trong đó bao gồm một số đối tác và một số quốc gia bên ngoài, gồm có cả phía Hoa Kỳ là ông Antony Blinken, Lavrov là ngoại trưởng của Nga, cũng như là Vương Nghị, ngoại trưởng của Trung Quốc đang có mặt tại Viên Chăn, thủ đô của nước Lào trong cuộc họp ngày thứ năm. Và trong cuộc họp này thì Lavrov đã có cuộc nói chuyện sát nút với lại Vương Nghị, trong đó là phô trương cho thấy rằng sự hợp tác của Nga và Trung Quốc, và giờ đây họ mong muốn rằng lực lượng của họ sẽ có mặt đầy đủ ở tại khu vực ở Đông Nam Á để gây ảnh hưởng và chặn đứng cái mà họ gọi là sự xen vào của thế lực bên ngoài gây ảnh hưởng tới sự thịnh vượng của khối Đông Nam Á. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái phiên họp diễn ra tại Viên Chăn ở Lào. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!